Thưa quý vị, sau khi Việt Nam mở cửa du lịch hoàn toàn, riêng tại thành phố Đà Nẵng, các dịch vụ giải trí đã hoạt động trở lại. Với nhiều sự kiện, hoạt động sôi nổi, thì thành phố đã thu hút lượng lớn du khách. Theo đó, tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn, nhất là nhiều khách sạn hạng sang, đã và đang gia tăng số lượng khách đến trải nghiệm và nghỉ dưỡng với thời gian lưu trú dài ngày. Đây cũng là tín hiệu khả quan cho ngành du lịch Đà Nẵng trong giai đoạn phục hồi. Ghi nhận tại nhiều khách sạn ở khu vực gần biển Mỹ Khê đều đã hoạt động và đón được lượng khách ổn định. Tại khách sạn Rosmau, nằm trên đường Nguyễn Văn Thoại, hiện lượng khách nội địa lưu trú gia tăng, chuyến vào thời điểm cuối tuần, trung bình trên 80%. Tổng quản lý khách sạn Rosmau cho biết lượng khách đã trở lại gần như là bình thường so với trước đây. Để thu hút khách, khách sạn đã chung tay cùng với thành phố trong chương trình kích cầu du lịch cho tất cả các du khách. Đó là dịch vụ được nâng cấp nhưng giá thành giảm sâu đến 50%. Theo đó, dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 tới đây, khách sạn đã nhận được du lịch đặt phòng. Khách đã book cho cái giai đoạn cao điểm là 30 tháng 4, 1 tháng 5 trở về sau thì bọn mình đang có đang có chắc chắn thì khoảng hơn 60% khách đã đặt rồi và hiện tại vẫn đang tiếp tục nhận những cái booking của khách trong những trong cái tuần cao điểm đấy. Nhưng mà bên mình thì không dừng lại đấy, Rosmau đang cố gắng làm quảng bá rộng rãi nhiều hơn để mà cái mùa hè này sẽ là tiền đề cho cái việc quay lại của ngành du lịch nói chung cũng như là cái việc kinh doanh tại Rosmau nói riêng. Còn tại khách sạn Mường Thanh Luxury nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, từ 10 giờ sáng nay nhộn nhịp du khách check out sau khoảng thời gian lưu trú tại khách sạn vào cuối tuần qua. Không chỉ có khách nội địa mà còn có cả khách quốc tế là khách Hàn Quốc. Nhiều khách lưu trú tại khách sạn cho biết đã có thời gian trải nghiệm tuyệt vời tại thành phố vừa qua và rất hài lòng về các dịch vụ tại Đà Nẵng. Thì lần thứ hai mình đến với Đà Nẵng thì mình cảm thấy những cái nơi mà tụi mình đi đến và tụi mình ăn uống thì đều có những cái giá cả nó hợp lý. Thứ hai là nó có một cái đề ra trước cái menu á để cho du khách người ta sẽ không có bị cảm giác người ta bị hồi hộp hay là người ta có cảm giác người ta sẽ bị chặt chém hay này kia như là ở một số nơi khác. Khách sạn Mường Thanh Luxury cho biết lượng khách lưu trú tại khách sạn thời điểm này có dấu hiệu khởi sắc hơn trước đây. Có ngày cuối tuần, lượng khách đạt tới hơn 90%, với thời gian lưu trú từ 2 đến 3 đêm trở lên. Đặc biệt còn có thêm nguồn khách quốc tế mới là khách Mông Cổ. Kỳ vọng khoảng tháng 4, tháng 5 tới thì công suất phòng sẽ đạt trung bình khoảng 40-50%. Chúng tôi thấy rằng là đối với du khách nội địa thì người ta cũng đã hướng tới đi du lịch ngoài những cái đoàn khách người ta đi công vụ cũng như là các cái khách đoàn khách hội nghị thì những cái nhóm lẻ gia đình người ta cũng đã tìm đến khách sạn để người ta đi du lịch và đi tham quan thì đó cũng là những tín hiệu vui và chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất cũng như là nhân lực để chúng tôi sẵn sàng đón khách kể cả công suất có lên tới 50-60% thì chúng tôi vẫn đảm bảo để phục vụ khách. Với lượng khách đang gia tăng trở lại, nhất là trong dịp cao điểm như lễ 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5 hay mùa hè sắp tới, thì nhiều khách sạn đang tuyển dụng thêm nhiều vị trí nhân sự. Ngoài ra, theo các khách sạn, nếu có trường hợp nhân viên mắc COVID-19, thì đơn vị đã chuẩn bị phương án nguồn nhân sự thời vụ, đã hợp tác với khách sạn lâu dài. Chưa kể, khách sạn cũng đang nhận đào tạo nhiều sinh viên từ các trường đại học trên địa bàn, nên nguồn nhân sự luôn đáp ứng phục vụ khách.